Trong tập trước, Vương Lâm vì trải qua tổn kiếp của cổ thần mà gây nên dị tượng, thu hút rất nhiều hung thú kéo đến Quy Nguyên Tông. Điều này làm nhóm đệ tử Quy Nguyên Tông nghi ngờ, muốn điều tra, nhưng hắn đã kịp thời xuất hiện, đánh lui yêu thú, đồng thời lấy thân phận là vị sư thúc tổ Lữ Tử Hạo đã mất tích của Quy Nguyên Tông, mới khiến nhóm đệ tử này yên tâm. Trong lúc đó, Lý Thiến Mai, đệ tử kiệt xuất của Phá Thiên Tông cấp 9, phụ mệnh sư tôn đi đến khu vực của Quy Nguyên Tông để làm nhiệm vụ. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Khi Vương Lâm còn đang mê man thì bên ngoài Mạc La Đại Lục có một luồng cầu vồng vượt qua hư không tiến đến. Trong cầu vồng là một đám tu sĩ tinh vực cấp 6, tất cả đều đang tìm kiếm một cách chặt chẽ. Lúc này bọn họ đến Mạc La Đại Lục và tiến vào trong tầng ánh sáng bảo vệ. Ngũ độc môn trên tinh vực cấp 6 là một phương thế lực tương đối mạnh trong những tông phái cùng cấp. Tông phái này luôn kèn cựa với Hoa Thanh Tông, hai bên thường xuyên xảy ra những xung đột và tranh chấp. Triều Hải Thân là đệ tử hạch tâm của ngũ độc môn. Tuy tu vi của hắn không cao bằng Độc Bà Tử nhưng cũng được là tịnh niết sơ kỳ và được liệt vào hàng ngũ những cường giả của tông phái, được môn phái coi trọng. Lúc này vẻ mặt Triều Hải rất âm trầm, trong mắt lóe lên lam quang. Luồng sáng này nhìn qua thì rất đẹp nhưng thực tế thì đây chính là ánh mắt của những đệ tử ngũ độc môn tu luyện lam độc. Triều đạo hữu vẫn luôn âm tàng bất lộ, kẻ không biết thật giả sẽ nhịn không ra bất kỳ điểm manh mối nào. Giọng nói âm dương quái khí được phát ra trong miệng tu sĩ Hắc Y đứng bên cạnh Triều Hải. Tên tu sĩ Hắc Y này là một người đàn ông, nhưng trên mặt lại có một chút son làm người ta cảm thấy kỳ dị giống như giọng nói. Trong mắt Triều Hải lại lóe lên hàn quang, hắn nhìn chằm chằm vào tu sĩ Hắc Y kia rồi trầm giọng nói: "Triệu Vũ, trên đường đi Triều Mỗ vẫn nhịn ngươi, nếu ngươi vẫn còn liên tục mở mồm châm chọc thì đừng trách Triều Mỗ không khách khí. Ngũ độc môn thật là uy phong, Triệu Mỗ cũng muốn xem ngũ độc môn của ngươi bây giờ có dám cùng Ma Tùng đạo chúng ta khai chiến không." Tên tu sĩ Hắc Y kia mỉm cười nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng, lam quang trong mắt Triều Hải lại càng trở nên nồng đậm. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên bên cạnh hai người này. "Đủ rồi, ba người chúng ta đều thay mặt cho môn phái chính mình đến đây truy tìm phản đồ của ngũ độc môn, cũng đừng nên tranh đấu với nhau." Kẻ nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, tên này có tu vi tịnh niết trung kỳ. Hắn vừa mở miệng thì Triều Hải và Triệu Vũ đều trở nên âm trầm. Hai tên này đều coi nhau như kẻ thù, đều phải áp chế luồng nguyên lực trong cơ thể chính mình xuống. Người đàn ông trung niên này chính là một đệ tử hạch tâm của tông phái đệ nhất tinh vực cấp 6 đạo pháp môn. Người ngũ độc môn vì chuyện của Độc Bà Tử mà rất khó giải thích rõ ràng, cuối cùng phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới miễn cưỡng vượt qua chuyện này. Nhưng bọn họ cũng không thể để cho người đệ tử hạch tâm trong môn phái bị những tông phái khác bắt đi như con tin. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không tìm được Độc Bà Tử thì ngũ độc môn sẽ gặp phải tai họa rất lớn. Sau ba người bọn họ còn có một vài đệ tử hạch tâm của các môn phái khác. Đám người hóa thành từng luồng cầu vồng phá vỡ tầng phòng hộ của Mạc La Đại Lục rồi hàng lâm xuống. "Triều Hải, Triệu Vũ, hai người các ngươi đi theo ta đến Quy Nguyên Tông. Những đệ tử còn lại phân tán ra tìm kỹ từng tấc đất trên Mạc La Đại Lục cho ta, không được bỏ qua bất kỳ địa phương nào. Nếu có phát hiện gì thì lập tức cảnh báo." Giọng nói của người đàn ông trung niên kia rất bình tĩnh nhưng lại có sự uy nghiêm rất thật. Những đệ tử bốn phía lập tức xưng vâng, tất cả đều tản ra đi truy tìm khắp bốn phía Mạc La Đại Lục. Những ngày gần đây bọn họ đến khắp các đại lục đều phải kiểm tra thế này nên đã quá quen thuộc rồi. Ba người đàn ông trung niên thì tán tu vi rồi phóng thẳng về phía Quy Nguyên Tông. Ba luồng cầu vồng xẹt qua không trung phát ra những tiếng nổ ầm ầm như sấm động. Không lâu sau, ba người đã dùng phương pháp cực kỳ kiêu ngạo này đi đến không trung trên Quy Nguyên Tông. Tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông đều đã phát hiện ra điều này. Lữ Yến Phỉ, Lý Hướng Đông và hai trưởng lão dẫn tất cả tu sĩ phóng lên bầu trời Quy Nguyên Tông nghênh đón. Những ngày gần đây bọn họ cũng có nghe nói đến những chuyện xảy ra trên tinh vực cấp 5, cũng biết được những tinh vực cấp cao đang xâm nhập vào những tinh vực cấp 5 để kiểm tra phạm vi lớn. Nhưng với tu vi và địa vị của đám người Lữ Yến Phỉ thì không thể biết được cụ thể đối phương đang tìm kiếm thứ gì. Lý Hướng Đông hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt khi đám người kia phóng tới thì ôm quyền cung kính nói: "Quy Nguyên Tông tham kiến thượng vực tông phái." Hai lão già và Lữ Yến Phỉ bên cạnh cũng đều ôm quyền: "Tại hạ Phùng Bội Sơn, người đạo pháp môn." Người đàn ông trung niên kia cũng ôm quyền rồi trầm giọng nói: "Không ngờ ở đây lại được nhìn thấy mỹ nhân đẹp đến mức này." Tên đàn ông trung niên âm dương quái khí đảo mắt nhìn về phía Lữ Yến Phỉ rồi mở miệng nói: "Tiểu mỹ nhân, ta chính là Triệu Vũ, người Ma Tùng đạo, Triều Hải, người ngũ độc môn." Vẻ mặt Triều Hải vẫn âm trầm, mắt phải của hắn chợt lóe lên lam quang rồi nhìn thoáng qua đám người Quy Nguyên Tông ở trước mặt. Lý Hướng Đông hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão bên cạnh, tất cả đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Ba tông phái vừa mới được đám người kia xưng danh đều hầu như chiếm gần 4 phần thế lực của tinh vực cấp 6. Với mức độ hùng mạnh của bọn họ thì muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông chỉ cần dùng ý niệm mà thôi. Ba người Lý Hướng Đông còn như vậy thì chưa nói đến đám đệ tử đứng phía sau. Triều Hải đảo mắt nhìn qua làm đám đệ tử Quy Nguyên Tông phải run rẩy và cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chỉ có Lữ Yến Phỉ vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nàng cũng không nói câu gì. Lý Hướng Đông áp chế tâm thần, hắn miễn cưỡng cười cười rồi ôm quyền nói: "Không biết thượng vực tông phái tới đây là chuyện gì.
Nếu cần đến Quy Nguyên Tông thì chúng ta nhất định xuất toàn lực trợ giúp. Triều Hải kia hừ lạnh một tiếng rồi tiến về phía trước một bước. Hắn trực tiếp phóng đến bên cạnh một tên đệ tử Quy Nguyên Tông, tay phải khẽ điểm lên người tên đệ tử này nhanh như chớp. Thân thể tên đệ tử Quy Nguyên Tông lập tức run rẩy, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức văng thẳng ra rồi rơi xuống. Tình cảnh này đột nhiên xảy ra làm cho vẻ mặt tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông biến đổi. Tôn Vân dùng ánh mắt tức giận đảo qua ba tên bên kia, thân thể mềm mại lóe lên rồi phóng thẳng xuống đỡ lấy tên đệ tử Quy Nguyên Tông bên dưới. Tên đệ tử Quy Nguyên Tông này vẻ mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trên mặt bốc lên từng luồng lam quang giống như đang phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng nhưng không thể mở miệng kêu lên một tiếng. Tông phái Thượng Vực ra tay đánh trọng thương một tên đệ tử Nguyên Anh, chẳng lẽ đây là mục đích các người đến đây sao? Ánh mắt Lữ Yến Phỉ trở nên lạnh như băng, nàng chậm rãi nói. Trên mặt Phùng Bội Sơn lộ ra nụ cười, hắn lắc đầu nói, các đạo hữu Quy Nguyên Tông đừng nóng vội. Thật ra chuyện này có liên quan rất lớn, bắt buộc tất cả tông phái trên tinh vực cấp 6 cùng lên đường tìm kiếm một người. Kẻ này rất giỏi ẩn giấu, đồng thời cũng là một thân độc công. Vừa rồi chủ đạo hữu phải ra tay vì trên người vị tiểu bối đệ tử Quy Nguyên Tông kia có dấu hiệu độc công. Ánh mắt Lữ Yến Phỉ lại càng trở nên lạnh như băng. Nàng nâng tay phải lên điểm một chỉ hư không hướng về phía tên đệ tử Quy Nguyên Tông. Thân thể tên đệ tử lập tức chấn động, trên mi tâm xuất hiện một vòng xoáy. Không lâu sau thì Nguyên Anh bay ra. Trên Nguyên Anh của tên đệ tử này là linh hồn một con rắn nhỏ màu đỏ. Đây vốn là linh thú của hắn, nhưng lúc này con rắn nhỏ đã rất yếu giống như sắp chết đến nơi, ngay cả nguyên anh của tên đệ tử Quy Nguyên Tông hầu như cũng trở nên trong suốt. Vẻ mặt Triều Hải vẫn âm trầm như trước, ánh mắt hắn đảo qua nguyên anh của tên đệ tử kia rồi không nhìn lại nữa. Lúc này mắt phải Triều Hải lại lấp lánh lam quang, hắn tiếp tục đảo ánh mắt về khắp các đệ tử Quy Nguyên Tông. Một lát sau, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, thân thể lại tiến về phía trước một bước phóng thẳng về phía Tôn Vân đang đỡ tên đệ tử bị trọng thương. Vẻ mặt Tôn Vân lập tức biến đổi. Với tu vi của nàng thì căn bản không có cách nào phản kháng. Trên mặt Lữ Yến Phỉ lóe lên sát khí, nàng hóa thành cầu vồng rồi trực tiếp phóng đến gần. Tay phải nàng bấm quyết rồi vung lên trong hư không, một luồng gió lạnh lập tức xuất hiện rồi thổi ào ào về phía Triều Hải. Triều Hải cười lạnh, mắt phải lóe lên lam quang, trên người lập tức huyện hóa ra 7 dấu ấn màu lam. Những dấu ấn này vườn quanh thân thể, hắn cũng không thèm để ý đến luồng gió lạnh kia mà trực tiếp phóng thẳng về phía trước không do dự. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên bùng lên vang vọng. Trong nháy mắt khi gió lạnh muốn cuốn lấy Triều Hải thì tự dưng tan vỡ, khoảnh khắc không có gì ngăn cản, Triều Hải đã đứng trước mặt Tôn Vân. Sát khí trên mặt Lữ Yến Phỉ lại càng trở nên nồng nặc. Tôn Vân là đệ tử của nàng, nếu trơ mắt nhìn kẻ khác ra tay làm trọng thương thì nàng sẽ không thể chịu đựng được. Khi nàng đang định ra tay thì vẻ mặt Lý Hướng Đông và hai lão già bên cạnh cũng trở nên âm trầm, tất cả đều muốn ngăn cản Triều Hải. Dù sao Tôn Vân cũng không thể so sánh với đệ tử bình thường mà chính là đệ tử hạch tâm của Quy Nguyên Tông. Khoảnh khắc này trong mắt Phùng Bội Sơn, đệ tử hạch tâm của đạo pháp môn, bùng lên tinh quang, hắn mở miệng quát khẽ một tiếng, người Quy Nguyên Tông nếu quấy rối đến công việc tìm kiếm của chúng ta thì tự gánh chịu lấy hậu quả. Một tiếng quát vang lên kinh thiên động địa, thiên địa nổ tung, những tiếng sấm sét vang lên, giống như trong âm thanh này có ẩn chứa quy tắc thiên địa và tồn tại một luồng thần thông vô cùng kỳ dị. Thậm chí khi âm thanh kia vang lên thì mặt đất cũng phải run rẩy, mây trên bầu trời cũng dồn lại với nhau rồi huyễn hóa thành những cơn sóng gợn truyền ra khắp bốn phía. Tiếng quát vang lên làm tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông chấn động thân thể, miệng mũi đều trào máu tươi, hai lỗ tai vang lên những tiếng ù ù. Dù là thân thể bốn người Lữ Yến Phỉ và Lý Hướng Đông cũng bắt buộc phải khựng lại trong tiếng quát nói là làm ngay của Phùng Bội Sơn. Trong mắt Triệu Vũ lóe lên vẻ khinh thường, ánh mắt đảo xuống Quy Nguyên Tông ở phía dưới rồi lướt qua từng căn lầu. Hắn đột nhiên nhướng mày nhìn về khu vườn phía nam Quy Nguyên Tông. Lúc này thân thể đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tái nhợt của Tôn Vân, hắn dùng giọng âm trầm hỏi, bé gái, trên người ngươi sao lại có mùi vị ngư tinh thảo? Loại cỏ độc này chỉ sinh trưởng ở xào huyệt của mãnh thú sấp sáu, không thể sống ở bất kỳ nơi nào khác. Với tu vi của đám người Quy Nguyên Tông các ngươi căn bản không thể nào đạt được. Mùi vị của loại cỏ này trên người của ngươi rất mới, ngươi lấy nó từ đâu? Vẻ mặt Tôn Vân trở nên không còn chút máu, lam quang trong mắt thân thể lại bùng ra một luồng uy áp nồng đậm làm tâm thần nàng liên tục chấn động. Nàng nghe vậy thì đảo mắt nhìn về phía sư tôn cách đó không xa, trên mặt thân thể lại lộ ra nụ cười âm trầm. Hắn quay đầu lại chuyển ánh mắt lên người Lữ Yến Phỉ, Lữ đạo hữu, Triều mỗ phải nghe lời giải thích của ngươi. Chúng ta thân là vãn bối, cũng không có tu vi xông vào sào huyệt mãnh thú cấp 6 để đoạt được thảo dược, nhưng chẳng vì vậy mà trưởng bối Quy Nguyên Tông không làm được điều này. Ngư tinh độc thảo này do sư thúc tổ mang về, Lữ Yến Phỉ bình tĩnh nói. Sư thúc tổ sao? Ánh mắt thân thể lại lóe lên mang theo vẻ khinh thường. Thần thức hắn đảo quanh khắp bốn phía, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về khu vườn phía nam của Quy Nguyên Tông. Thân thể hắn tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng về phía đó. Tốc độ của thân thể cực nhanh, nháy mắt đã tiến vào trong khu vườn phía nam. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào vùng cấm địa phía nam Quy Nguyên Tông thì đột nhiên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khu vườn trước mặt và thế giới bên ngoài giống như được phân thành hai giới khác biệt,
Sau khi tiến vào trong, hắn cảm nhận được ở đây có một dược viện rất tầm thường, nhưng lại được bao phủ bằng một luồng khí tức làm tâm thần hắn trở nên run rẩy, giống như trong dược viện tồn tại một mãnh thú hùng mạnh, chỉ bùng khí tức ra cũng đủ để làm toàn thân thân thể tuôn máu. Kẻ nào đánh ngươi, kẻ đó nhận hậu quả. Âm thanh lạnh như băng không có chút tâm tình nào vang lên, như gió lạnh thổi qua rồi truyền vào tai thân thể. Khoảnh khắc này, gương mặt thân thể đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, vẻ mặt lập tức tái xanh, cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ khắp toàn thân. Hắn lui về phía sau không chút do dự, muốn rời khỏi khu vườn đáng sợ này. Nhưng khoảnh khắc này thân thể lại cảm giác được một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi đang đánh thẳng đến như núi đè, phóng thẳng đến ngực rồi nổ ầm một tiếng. Thân thể phun máu tươi, thân thể bị ném ra sau, trong cơ thể liên tục vang lên những âm thanh ầm ầm, máu tươi phun ra như suối. Một mảnh áo trước ngực thân thể vỡ nát, bên trong lộ ra đáo bàn tay đen kịt khắc vào rất sâu. Mảnh áo trước ngực vỡ vụn ra hòa vào làn xương máu rất tương xứng với dấu trưởng màu đen. Thân thể Triều Hải từ trong khu vườn phía nam vang ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, một luồng sinh cơ vô hình từ trên dấu trưởng đen kịt trước ngực hắn bay ra. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Triều Hải đã héo rũ xuống giống như một bộ hài cốt. Luồng sinh cơ này hình như được một lực lượng vô hình điều khiển, nó phóng thẳng tới tên đệ tử Nguyên Anh của Quy Nguyên Tông. Thân thể tên này đột nhiên run rẩy, lam quang trên mặt tiêu tán rồi khôi phục lại bình thường. Một tiếng phịch vang lên, thân thể Triều Hải rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt xám như tro tàn. Thân thể liên tục co rúm lại và ánh mắt lộ ra sự sợ hãi nồng nặc. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, yên ắng đến mức đáng sợ. Triệu Vũ Ma Tùng đạo hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lên những luồng hào quang kinh hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào khu vườn phía nam Quy Nguyên Tông rồi vô thức lui ra sau mấy trượng. Hắn không thể ngờ tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông lại có tu vi khủng bố như vậy. Nghĩ đến lời nói ngả ngớn của mình trước đó với Lữ Yến Phỉ, Triệu Vũ lại cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Hắn cũng không phải ham mê sắc đẹp của Lữ Yến Phỉ, mà chẳng qua chính mình có tính cách như vậy. Hơn nữa trước nay hắn đi đến những tông phái cấp 5 đều được người ta cung nghênh, đều được cung kính, hầu như đều có thể vuốt ve. Quy Nguyên Tông này lại có cường giả hùng mạnh như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt Phùng Bội Sơn co rút lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão quái có thể đơn giản làm Triều Hải trọng thương thì tuyệt đối không phải loại người bình thường. Tên nào cho các ngươi quyền đánh người Quy Nguyên Tông ta? Âm thanh lạnh như băng lại vang lên giữa đất trời, không giống như tiếng quát nói là làm của Phùng Bội Sơn, cũng không có những tiếng thét gào vang vọng trời đất, nhưng lời nói bình thản này lại giống như có người đang cầm đao sắc đâm thẳng vào lòng đám người Phùng Bội Sơn, Triều Hải, Triệu Vũ. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, giọng nói này mang theo luồng uy áp vô cùng đáng sợ. Những tiếng bước chân sột soạt vang lên, Vương Lâm chắp tay sau lưng từ trong khu vườn phía nam chậm rãi đi ra. Lúc này mái tóc của hắn không phải màu trắng mà lại có màu đen rồi liên tục phất phơ, vẻ mặt không nhìn rõ buồn vui, hai mắt như nhật nguyệt. Người nào nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang bị người ta hút ra, giống như đang đứng trong hư ảo không thể phân biệt được những ảo giác thật giả. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, không ai có thể nói cho rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ. Hình như tất cả đất trời chỉ cần một ý niệm của kẻ này là tiêu tán, là thay đổi, thật giả đan xen vào nhau rồi tạo thành một vòng tuần hoàn. Ý cảnh đạo, vẻ mặt Phùng Bội Sơn trở nên tái nhợt, hắn có tu vi cao nhất, đồng thời cũng là đệ tử hạch tâm của tông phái cấp 6 nên vừa liếc mắt có thể nhìn rõ vừa rồi tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông đã thi triển ý cảnh đạo. Hắn càng cảm thấy đáng sợ chính là đối phương rõ ràng không xuất ra toàn lực, mà chỉ là tự nhiên giống như vung tay nhấc chân, đạo bùng ra theo lời nói. Cảnh giới này đã cao hơn rất nhiều so với tiếng quát nói là làm ngay của hắn. Trọng điểm nghiên cứu của đạo pháp môn chính là một chữ đạo. Trong ký ức của Phùng Bội Sơn cũng chỉ có đại trưởng lão cao nhất môn phái mới có được thần thông đạo tùy thân động thế này. Hắn đứng ở đâu thì nơi đó là đạo. Phùng Bội Sơn vô thức lui ra sau vài bước, trong đầu lại hiện ra một câu nói của đại trưởng lão. Ngươi sao? Vương Lâm bình tĩnh đi đến bên cạnh thân thể đang dãy dụa của Triều Hải, hắn cúi đầu xuống giống như đang nhìn một con kiến. Thân thể Triều Hải lại run rẩy, đặc biệt là khi vô thức nhìn vào mắt Vương Lâm thì thân thể lại càng chấn động dữ dội. Tất cả mọi thứ trước mặt Triều Hải đột nhiên trở nên hư ảo, giống như người đánh hắn trọng thương đã trở thành thiên địa, mà chính hắn lại chỉ là một tồn tại vô cùng nhỏ bé trong đất trời mà thôi. Trái tim của Triều Hải đập lên thình thịch, khí thế của tâm thần giống như giờ sông lấp biển. Hắn không nhìn rõ tu vi của người trước mặt, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được dù tất cả các trưởng lão của ngũ độc môn hay thậm chí là trưởng môn cũng không thể làm chính mình sinh ra những cảm nhận đáng sợ như vậy. Vương Lâm thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía bầu trời. Hắn đảo mắt nhìn qua Triệu Vũ Ma Tùng đạo rồi bình tĩnh nói, ngươi thì sao? Triệu Vũ vô thức liếm môi rồi đảo mắt nhìn qua Triều Hải đang dãy giụa trên mặt đất. Hắn lại nhìn sang Vương Lâm, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. Vãn bối Triệu Vũ Ma Tùng đạo, tham kiến tiền bối. Triệu Vũ lập tức ôm quyền với vẻ mặt cực kỳ cung kính. Hắn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi nhưng lại không dám nhìn vào mắt Vương Lâm. Ngươi thì sao? Vương Lâm đảo mắt nhìn lên người Phùng Bội Sơn đạo pháp môn. Vẻ mặt Phùng Bội Sơn lập tức tái xanh. Hắn cung kính ôm quyền rồi khẽ nói, xin tiền bối thứ tội. Trước đây không phải ngươi có nói,
Nếu bọn họ ngăn cản đám người các ngươi đánh trọng thương đệ tử Quy Nguyên Tông của ta thì sẽ phải nhận lấy hậu quả sao? Vương Lâm lạnh lùng nhìn Phùng Bội Sơn, trán Phùng Bội Sơn đổ đầy mồ hôi, cũng không dám nhìn vào mắt Vương Lâm. Hắn mơ hồ cảm giác được nếu người đứng trước mặt mà tức giận thì với tu vi của chính mình chắc chắn sẽ chết trong nháy mắt. Sau khi trầm tư chốc lát, Phùng Bội Sơn cắn răng nâng tay phải lên hung hăng vỗ vào ngực mình. Một tiếng ầm vang lên, thân thể hắn run rẩy rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt hắn trở nên tái nhợt, nguyên thần chấn động nhưng lại không bị tổn thương nhiều. Xin tiền bối bớt giận, Phùng Bội Sơn không lau vệt máu trên miệng mà chỉ cười khổ nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, hắn nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ cười khổ, ngay cả Phùng Bội Sơn cũng không dám trêu chọc người này thì chính mình cũng không dám đụng vào. Hơn nữa trước đó hắn căn bản không thể thấy được người này ra tay như thế nào mà đánh Triệu Hải trọng thương văng ra ngoài. Nếu mình phản kháng thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Triệu Vũ cắn răng nâng tay lên vỗ thẳng vào ngực mình. Hắn phun ra máu tươi, lui người về phía sau vài bước rồi hướng về phía Vương Lâm ôm quyền cung kính nói. Xin tiền bối bớt giận. Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả Quy Nguyên Tông ở khắp bốn phía trở nên kích động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Lâm mang theo sự sùng kính nồng nặc, ngay cả đám người Lý Hướng Đông cũng giống hệt như vậy. Các người có thể tiếp tục tìm kiếm. Vương Lâm khẽ nói, không cần. Phùng Bội Sơn vội vàng mở miệng, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Lâm cắt ngang, tìm xong lập tức cút ra khỏi Mạc La Đại Lục ta. Vâng, Phùng Bội Sơn cười khổ, hắn biết những hành động vừa rồi của ba người phía mình đã chọc giận vị sư thúc tổ Quy Nguyên Tông này. Nếu để cho sư môn biết mình đắc tội với một lão quái đạo tùy thân động thì chắc chắn sẽ trách phạt, dù sư môn cũng không đơn giản muốn đắc tội lớn với tu sĩ đại thần thông thế này. Hơn nữa vị tiền bối này ra tay thì tu vi như Triều Hải cũng bị trọng thương, nhưng trên thực tế thì trọng thương và chết cũng chỉ là một ý niệm. Nếu vị tiền bối này muốn giết người thì Triều Hải đã chết rồi. Phùng Bội Sơn thầm than một tiếng rồi nhớ lại những lời căn dặn của sư tôn trước khi đi. Sư tôn của Phùng Bội Sơn từng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong Vân Hải tinh vực có rất nhiều lão quái đại thần thông ẩn tàng, những người này thường hay di cư, trong tinh vực cấp 5 cũng có một vài tên. Hơn nữa, những tông phái cấp 5 cũng được truyền thừa rất nhiều năm, trong đó thường có những người trước kia đã bỏ đi nhưng tu vi kinh thiên động địa. Những kẻ này thường không muốn lưu danh, nhưng nếu gặp được thì phải cẩn thận đối đãi. Cho nên nếu đợt tìm kiếm này mà gặp phải những lão quái thì khách khí giải thích mục đích của mình, không nên đắc tội với bọn họ. Phùng Bội Sơn cung kính cáo lui, nhưng sau đó lại trở nên trầm ngâm rồi cẩn thận tìm khắp một lượt trên Mạc La Đại Lục. Cuối cùng tất cả các đệ tử đều tập trung lại một vị trí, không có bất kỳ phát hiện gì. Phùng Bội Sơn đỡ lấy Triều Hải cùng Triệu Vũ dẫn theo tất cả đệ tử rời khỏi Mạc La Đại Lục. Mãi đến khi lao ra khỏi tầng phòng hộ tiến vào tinh không thì trong lòng Phùng Bội Sơn và Triệu Vũ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn Triều Hải sau khi nuốt vào vài viên đan dược thì đã có thể miễn cưỡng tự phi hành. Người vẻ mặt của hắn vẫn rất tái nhợt, mơ hồ có loại cảm giác nghĩ mà sợ. Triều đạo hữu, có thể nói rõ vị tiền bối kia ra tay thế nào khi ngươi tiến vào khu vườn phía nam không? Phùng Bội Sơn trầm giọng nói. Đối với tình cảnh sinh tử vừa xảy ra với chính mình, Triều Hải vẫn còn kinh hoàng. Hắn lập tức trầm mặc rồi khẽ nói, tu vi của vị tiền bối kia ít nhất cũng trên toái nhất trung kỳ. Ta cũng không nhìn thấy vị tiền bối kia ra tay thế nào, nhưng khi ta tiến vào khu vườn phía nam thì lập tức cảm nhận được một luồng nguyên lực thiên địa không thể nào tưởng tượng được người ta điều khiển phóng đến người. Tất cả nguyên lực hóa thành dấu trường rơi vào lồng ngực ta. Nói xong hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực chính mình, dấu trường bên trên vẫn còn đen kịt. Độc công sao? Triệu Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Triều Hải khẽ lắc đầu rồi khẽ nói, trên người vị tiền bối kia không có bất kỳ dấu hiệu độc công nào. Không những độc bà tử mà ngay cả độc phiên tử cũng không có khí thế và tu vi như vậy. Vừa rồi ta cũng âm thầm quan sát bọn tu sĩ Quy Nguyên Tông, cảm giác được sự sùng kính và vinh quang của bọn họ không phải là giả. Vị tiền bối này chắc chắn là sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông. Đúng vậy, Phùng Bội Sơn gật đầu rồi trầm giọng nói, nếu là người có liên quan đến độc bà tử, hoặc là loại người biết đến đan phương và ngọc giản thì vị tiền bối này nhất định sẽ không làm vậy. Hắn sẽ phải ẩn giấu, đợi đến khi chúng ta kiểm tra xong mới xuất hiện. Dù sao với tu vi của hắn cũng có thể làm điều này rất dễ dàng. Vị tiền bối này lại càng không thể đánh Triều Hải trọng thương, còn bắt ta và Triệu Vũ phải trả một cái giá đắt mới bỏ qua. Triệu Vũ khẽ gật đầu, hắn nhớ tới việc vừa rồi mà trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Tu vi của sư thúc tổ Quy Nguyên Tông này rất cao, dù trên tinh vực cấp 6 của chúng ta người này cũng được rất nhiều tu sĩ coi trọng. Cũng may trước đó chúng ta chỉ đánh người bị thương chứ không giết người, nếu không, hắn nói đến đây thì quét mắt nhìn Triều Hải. Lúc này Triều Hải lại trầm tư, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác nghĩ mà sợ. Trước khi chúng ta đến đây thì trên đường đi có gặp người từ đạo tông. Mục tiêu của đám người này hình như chính là Quy Nguyên Tông, giống như giữa bọn họ có chút ân oán cá nhân. Nhưng lần này chỉ sợ Lô Vân Tòng từ đạo tông đến đây sẽ đá chúng khối sắt lớn. Triệu Vũ cười khẽ, bộ dạng có chút hả hê, tên Lô Vân Tòng này cũng không phải loại người đơn giản. Phùng Bội Sơn nói khẽ, hình như cũng muốn đàm luận với người này. Hắn trầm giọng nói, thôi, kể từ nay ba người chúng ta hành sự phải cẩn thận một chút, bây giờ đi đến đại lục khác.
ba người hóa thành cầu vồng dẫn theo đám đệ tử phía sau phóng thẳng về phương xa. Người được đại trưởng lão coi trọng tuyệt đối không đơn giản. Tên Lô Vân Tòng này hình như cũng có lai lịch rất thần bí. Trong luồng cầu vồng, Phùng Bội Sơn lắc đầu không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Vương Lâm thu ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trước đó hắn ra tay đều đã suy xét rất cẩn thận. Khi còn trên man hoang đại lục hắn quá vội vàng, mặc dù đã chuyển mục tiêu nhưng vẫn còn để lại đó vài manh mối. Những đầu mối này Vương Lâm không thể xóa đi được, lúc đó hắn cũng không có thời gian, mà quan trọng là càng muốn xóa di dấu vết càng để lại nhiều đầu mối. Được rồi, chuyện quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng đề cao tu vi, nếu cuối cùng bị người ta phát hiện cùng lắm là đi phong tiên giới sớm hơn một chút. Trong thời gian này Vương Lâm từ trong ký ức Độc Bà Tử và Quy Nguyên Tông đã biết được phong tiên giới của Vân Hải Tinh Vực không dám tiến vào phong tiên giới quá sâu, tất cả đều chỉ dám ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi. Đi đến phong tiên giới là sát chiêu ta chuẩn bị cho Thác Sâm. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hào quang, vì hắn coi trọng phong tiên giới nên mới mạo hiểm thử nghiệm phương pháp luyện thú trong ký ức của Độc Bà Tử. Nếu một khi thành công thì Vương Lâm càng nắm chắc cơ hội tiến vào phong tiên giới. Mà địa điểm luyện thú của Vương Lâm cũng có thần thức cấm chế, ngoài trừ những người có trình độ cấm chế vượt qua hắn, nếu không sẽ chẳng thể nhìn ra chút manh mối nào. Hơn nữa, chỉ cần Vương Lâm khẽ động tâm niệm thì tất cả mọi thứ bên trong sẽ bị hủy diệt, nên hắn không sợ bị kẻ khác phát hiện ra điều này. Lúc này trong luồng sương mù mờ ảo trên một tinh vực cấp 5 có một con thú khổng lồ dài trên 300 trượng. Linh thú này giống như mãnh hổ, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng sắc bén dài trên 10 trượng, bên trên bùng ra những luồng hàn quang nồng nặc. Trên lưng mãnh hổ có hơn 30 người khoanh chân ngồi, vẻ mặt ai cũng cực kỳ bình tĩnh. Trong đám người có nam có nữ, trên người bùng ra những con sóng tu vi chấn động. Trước mặt bọn họ có một người đàn ông đứng bên cạnh cái sừng độc nhất của mãnh hổ. Đây là một người đàn ông trung niên, áo bào màu tím đang không gió tự bay. Người này chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn sương mù trước mặt, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Sau lưng người này là một lão già rất cung kính, ánh mắt lão cũng đang nhìn chằm chằm về phía trước. Tông chủ, với tốc độ của hổ thú thì chưa đến một ngày sẽ tới Mạc La Đại Lục. Lão già kia nói khẽ, những người này chính là tu sĩ Tử Đạo Tông, vốn thời gian bọn họ tiến đến Mạc La Đại Lục sẽ không lâu như vậy. Nhưng vì chuyện đan phương và đan dược và những tông phái tinh vực cấp 6 xâm nhập đã làm cho Tử Đạo Tông bắt buộc phải trì hoãn kế hoạch đi đến Mạc La Đại Lục. Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện vặt và cũng tìm kiếm với tinh vực cấp 6, Tử Đạo Tông đã lập tức lên đường, bước trên con đường tiến về phía Quy Nguyên Tông. Ánh mắt của người đàn ông trung niên vẫn nhìn về phía trước, giống như đang suy xét điều gì đó. Một lúc sau người này mới gật đầu rồi bình tĩnh nói, sau khi giải quyết xong chuyện này thì sẽ có một đáp án. Lão già khẽ giật mình, cũng không hiểu những lời nói của người có địa vị cao nhất Tử Đạo Tông có ý nghĩa gì. Lần này đi đến Quy Nguyên Tông sẽ dễ như trở bàn tay, không cần phải có bất kỳ đáp án gì cả. Tông chủ không cần phải chấp nhất những chuyện vừa xảy ra. Lão già đang muốn nói tiếp thì người đàn ông trung niên lắc đầu nói, người không hiểu đại loạn một khi bùng lên thì không những chỉ có những tu sĩ của tinh vực cấp 6 trong Vân Hải đến, mà ngay cả cấp 7, cấp 8 và cấp 9 cũng sẽ đến. Người đàn ông trung niên như đang tự nói với chính mình, giữa chân hai lông mày lóe lên chút lo lắng. Dù sao thì giá trị của đan phương và ngọc giản cũng quá cao, khó tránh khỏi làm người ta động tâm. Lão già bên cạnh khẽ nói, đan phương là vật chẳng lành, năm xưa khi lần đầu tiên xuất hiện đã gây ra một kiếp nạn cho Vân Hải, lần này lại xuất hiện, không biết rốt cuộc là kẻ nào đã lấy đi đan phương và ngọc giản rồi bắt đầu lẩn trốn. Lão già có chút do dự rồi khẽ nói, không nên coi thường những lão quái của tinh vực cấp 6. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Lão già trở nên sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một lúc nhưng không thể giải thích được, chẳng lẽ có kẻ khác lấy đi sao? Nếu quả thật do Độc Bà Tử lấy đi, ngũ độc môn hiện nay vẫn còn tồn tại sao? Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra cái nhìn cơ trí, hắn khen nói, với tu vi của Độc Bà Tử sao có lực ngăn cản tự bạo, sao có thể không lộ ra bất kỳ tung tích nào dưới sự lục soát gắt gao của tinh vực cấp 6, làm sao có thể giết chết được Tiền Quý Trung người Hoa Thanh Tông khi chạy trốn được? Tiền Quý Trung có tu vi toái niết, ai có thể trong khoảng thời gian một nén nhang giết chết hắn trước khi đợt cứu viện thứ hai của Hoa Thanh Tông đến? Lão già hít một hơi thật sâu, tâm thần chấn động, một lúc sau lão mới bình tĩnh trở lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, Tiền Quý Trung của Hoa Thanh Tông lại bị giết sao? Lão già rõ ràng không biết được chuyện này. Độc Bà Tử không thể làm được tất cả những vấn đề này, chỉ có tu sĩ thần bí lấy được đan phương và ngọc giản mới có được thực lực như vậy. Người giết Tiền Quý Trung cũng chỉ là bất đắc dĩ, có lẽ khi đã rời khỏi man hoang đại lục thì gặp Tiền Quý Trung. Tên Tiền Quý Trung kia sinh ra nghi ngờ mới bị người kia giết chết. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ tán thưởng, tác phong tàn nhẫn, ra tay quyết đoán, giết chết Tiền Quý Trung rất gọn gàng. Người này lại lợi dụng một khoảng thời gian ngắn để chuyển mục tiêu của tất cả tu sĩ cấp 6 lên người Độc Bà Tử, vén lên bức màn sương mù, tranh thủ một khoảng thời gian ngắn khi những tu sĩ tinh vực cấp 6 còn chưa kịp phản ứng để trốn ra khỏi mang lưới phong tỏa của bọn họ. Nếu là ta chỉ sợ rằng cũng khó có thể làm được điều này. Quan trọng là tâm trí của người này cực sâu. Ta không biết hắn chuyển mục tiêu lên người Độc Bà Tử là có âm mưu gì khác không. Nếu kẻ kia biết được rõ ràng đạo lý của chuyện này rồi giá họa cho Độc Bà Tử,
không phải tâm trí của hắn đã thành công rồi à? Vẻ tán thưởng trong mắt người đàn ông trung niên lại càng trở nên nồng đậm, trái tim của lão già đứng bên cạnh cũng đạp lên thình thịch. Sau khi lão trầm ngâm một lát thì vẫn còn cảm thấy có chút khó hiểu. Người đàn ông trung niên không quay đầu lại nhưng cũng hiểu rõ những nghi hoặc của lão già. Hắn khẽ nói, nếu thành công nắm được ngọc giản và đan phương vào trong tay thì đối với tinh vực cấp 6 sẽ giống như tiến lên một bước vô cùng vinh quang. Nhưng nếu không tìm ra được manh mối mà để cho ngọc giản và đan phương biến mất thì kết quả chỉ là một tai họa. Bọn họ cần chính là một công đạo, phải cho những tinh vực cấp 7, cấp 8 thậm chí cấp 9 một công đạo rõ ràng. Trong mắt lão già lóe lên những luồng tinh quang thấu hiểu, người vẫn còn chút không dám tin. Lão trầm giọng nói, cho nên bọn họ vẫn để cho độc bà tử tồn tại chứng tỏ đã ấn định cái chết của tiền quý trung do độc bà tử gây ra. Dù sao độc bà tử không thể làm được điều này cũng được ấn định cho những cao thủ ngũ độc môn. Người đàn ông trung niên cười cười, khẽ lên giọng giống như đang nói với chính mình. Vị tu sĩ thần bí kia rất thông minh và nhìn xa trông rộng, hắn đã cấp cho những tinh vực cấp 6 một công đạo. Dù cuối cùng chuyện này sẽ như thế nào thì công đạo này cũng sẽ giảm bớt tai họa đổ lên đầu bọn họ. Nếu không chỉ là một nhóm người nhỏ bé sao có thể tìm ra được sự tồn tại của tu sĩ toái nhất chứ? Chỉ là một nhóm tu sĩ tịnh niết trong thời gian một nén nhang được sao? Nếu ta là tông chủ của môn phái cấp 6, nói không chừng sẽ dùng toàn lực để xóa đi những manh mối của vị tu sĩ thần bí kia, không để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Nếu như vậy, không phải ngũ độc môn chắc chắn sẽ bị diệt rồi sao? Lão già bên cạnh chấn động tâm thần, trong mắt nhìn về phía người trung niên lộ ra sự sùng kính và kiêng kỵ rất sâu, thậm chí còn có chút sợ hãi. Lão già đã đi theo Lô Vân Tòng nhiều năm, từ khi bắt đầu không chút tiếng tăm gì cho đến đỉnh phong. 3.000 năm trước Tử Đạo Tông chỉ là một môn phái nhỏ trong tinh vực cấp 5. Người khi được đặt vào tay người này thì phát triển đến giai đoạn hiện nay đã trở nên dũng mãnh. Dù không phải mạnh nhất trong tinh vực cấp 5 nhưng nếu nhắc đến Lô Vân Tòng thì những tinh vực cấp 6, cấp 7, cấp 8 đều biết. Ta rất muốn có quan hệ với tên tu sĩ thần bí này. Ta có dự cảm sẽ có một ngày đối mặt với hắn. Trong mắt người trung niên nam tử lộ ra sự chờ đợi. Bóng dáng chắp tay sau lưng của hắn giống như một ngọn núi sừng sững trong mắt lão già phía sau. Lão già trầm tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh thú mãnh hổ phá tan sương mù phóng thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi còn nửa ngày là đến Mạc La Đại Lục thì đột nhiên tinh không phía trước nổi lên một vùng lam quang. Luồng lam quang yêu dị này lại xuyên hẳn qua sương mù làm tất cả mọi thứ đều có một màu xanh, giống như một bức tranh vậy. Thân thể linh thú mãnh hổ lập tức dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, mơ hồ còn có chút sợ hãi. Nó khẽ hướng về phía trước gầm giống nhưng không dám tiến đến. Tình cảnh bất ngờ lập tức làm cho tất cả tu sĩ đang ngồi trên lưng mãnh hổ mở bừng mắt ra. Vẻ mặt đám người lúc này vẫn rất bình tĩnh, bọn họ đều yên lặng đứng thẳng người lên lạnh lùng nhìn về phía trước nhưng không hoảng loạn. Bởi vì bọn họ là tu sĩ Tử Đạo Tông, là đệ tử hạch tâm của Tử Đạo Tông, được chính tay tông chủ Lô Vân Tòng bồi dưỡng. Bọn họ có thể kiêu ngạo, có thể chết, có thể thất bại nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi, dù núi đổ sụp xuống đỉnh đầu cũng phải bình tĩnh. Vẻ mặt lão già bên cạnh Lô Vân Tòng trở nên ngưng trọng, lão nhìn chằm chằm vào vầng lam quang phía trước, nhưng vẻ mặt Lô Vân Tòng vẫn không có chút thay đổi nào. Hắn lặng lặng nhìn sương mù phía trước giống như chưa từng có vấn đề gì xảy ra trước mắt. Những làn sương xanh thẳm bao phủ khắp bốn phía rồi dần dần bùng lên phạm vi ngàn trượng. Trong những làn sương xanh cuồn cuộn vận chuyển đi ra một bóng người tuyệt đẹp, một cô gái với mái tóc canh, cả người mặc bạch y, trên vẻ mặt tinh xảo không có sự lạnh lùng, không có dấu hiệu khắc nghiệt của thời gian, nếu có chỉ là sự yên lặng và trang nhã. Đôi bàn tay nàng trắng sáng như ngọc, nàng cầm theo một ống sáo xanh biếc giống như tiên tử từ trong hư vô đi ra hàng lâm xuống nhân gian. Khi vị tiên tử này đến gần, trong nháy mắt khi toàn bộ thân hình đều hiện ra trước mắt mọi người thì xương xanh trong phạm vi ngàn trượng đột nhiên vận chuyển dữ dội. Tất cả xương xanh đều trở thành thực chất rồi huyễn hóa ra một con linh long lam sắc dài ngàn trượng. Vị tiên tử này đang đứng trên đỉnh đầu của linh long lam sắc, nàng đang yên lặng nhìn Lô Vân Tòng. Trong mắt nàng không có bất kỳ con sóng dao động nào, tất cả đều tinh khiết không có chút tạp chất, giống như một đầm lầy âm u làm con người ta phải si mê. Nếu đứng ở đây dù là người tàn bạo cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác tự ti nào. Lý Thiến Mai, Lô Vân Tòng vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt hắn chuyển lên người cô gái trước mặt. Dù trong lòng hắn đang cực kỳ kinh ngạc với vẻ đẹp của sự yên lặng và ý cảnh kỳ dị của cô gái kia, nhưng vẻ mặt Lô Vân Tòng lại không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Thiến Mai, Phá Thiên Tông cấp 9. Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng lùi lại vài bước, vẻ mặt trở nên cảnh giác. Lão chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra thân phận của đối phương. Trong Vân Hải tinh vực này chỉ có duy nhất một cô gái tóc xanh, đó là Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai xin ra mắt Lô Huynh. Trên mặt Lý Thiến Mai hiện lên nụ cười, nàng hướng về phía Lô Vân Tòng rồi hơi cúi người xuống. Lý đạo hữu quá khen. Lô Vân Tòng ôm quyền rồi cười nói, Lô Huynh, Thiến Mai có 3 vấn đề muốn hỏi, mong Lô Huynh có thể giải thích rõ ràng dùm. Lý Thiến Mai cười rất nhu hòa, vẻ mặt lại càng hiện rõ sự yên tĩnh, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Trên đường đi nàng đã hỏi vấn đề này với rất nhiều người, những người phải trả lời đều là những nhân tài kiệt xuất.
nhưng cuối cùng cũng không có người nào trả lời đúng đáp án trong lòng nàng. Ba vấn đề của nàng cuối cùng chỉ có thể hỏi được một, không có bất kỳ người nào có thể để nàng hỏi đến vấn đề thứ hai, chưa nói gì đến vấn đề thứ ba. Xin cứ nói, vấn đề thứ nhất, cái gì là thiên? Lý Thiến Mai khẽ hỏi. Lô Vân Tòng nhìn Lý Thiến Mai rồi trầm ngâm trong khoảnh khắc, hắn chậm rãi nói, thiên là nhà tù. Lý Thiến Mai khẽ nhăn mày hiện lên vẻ đẹp động lòng người, một lát sau hai mắt nàng trở nên sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười như hoa bách hợp nở rộ. Lô huynh trả lời rất có ý tứ, Thiến Mai rất muốn biết vì sao thiên lại là nhà tù. Đây là vấn đề thứ hai sao? Lô Vân Tòng cười nói, không phải, vẫn là vấn đề thứ nhất, Lô huynh có thể trả lời được không? Lý Thiến Mai dịu dàng dưới những lọn tóc xanh, nàng khẽ hỏi, đối với con ếch trong giếng thì miệng giếng chính là thiên, đối với con cá trong nước thì mặt nước chính là thiên. Miệng giếng là nhà tù ếch, mặt nước là giới hạn của cá. Lô Vân Tòng nhìn Lý Thiến Mai, hắn trầm giọng nói, người cũng như ếch, như cá, cho nên thiên chính là nhà tù. Ếch muốn vượt ra ngoài giếng, cá muốn nhảy khỏi mặt nước, người tất nhiên muốn phá vỡ thiên, đi ra khỏi đạo trói buộc. Lý Thiến Mai yên lặng suy nghĩ, hai mắt càng trở nên sáng ngời. Trong mắt nàng hiện lên vẻ tán thưởng, nàng dùng tay vén một sợi tóc mềm mại ra sau tai rồi nói khẽ, Lô huynh trả lời rất đặc biệt, là người buộc Thiến Mai phải hỏi câu thứ hai, xin Lô huynh tiếp tục giải thích. Lý Thiến Mai nhìn qua người đàn ông trước mặt, nàng sớm đã được nghe nói trong tinh vực cấp 5 có một kỳ nhân Lô Vân Tòng. Người này tâm trí cực cao, lại hiểu biết rất sâu về đạo lý. Nếu Lô Mỗ trả lời được ba vấn đề của Thiến Mai, vì nàng mà giải thích nghi ngờ thì có nhận được lợi ích gì không? Lô Vân Tòng mỉm cười, hắn nhìn qua Lý Thiến Mai rồi chờ đợi đối phương trả lời. Lý Thiến Mai mở lớn hai mắt, nàng khẽ cười nói, nếu Lô huynh có thể giải thích những nghi hoặc của Thiến Mai, sau đó Thiến Mai sẽ thổi cho huynh nghe một khúc. Được, Lô Vân Tòng cười ha hả, hắn nhìn Thiến Mai một cái thật sâu, hắn vẫn không hiểu cô gái kia hỏi vấn đề này để làm gì. Vấn đề thứ hai, cái gì là đạo? Lý Thiến Mai nhìn qua Lô Vân Tòng rồi khẽ hỏi. Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng vẫn đang chú ý lắng nghe. Sau khi tông chủ trả lời xong câu thứ nhất thì trên mặt lão hiện lên nụ cười, nhưng lúc này sau khi nghe câu hỏi thứ hai thì vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Lô Vân Tòng nhướng mày rồi tơi vào trầm tư. Lần này hắn trầm ngâm rất lâu, vượt qua trước đó rất xa. Lý Thiến Mai cũng không nóng nảy, nàng vẫn đứng đó chờ đợi, vẫn nhìn Lô Vân Tòng đợi đáp án. Đạo là lưới, một nén nhang sau, Lô Vân Tòng chậm rãi mở miệng nói, giải thích thế nào? Lý Thiến Mai suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi. Lô Vân Tòng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi trầm tư một lúc nói, tất cả những gì dẫm lên dưới chân, tất cả đều là thiên địa, có kẻ bước đi tạo ra con đường, cho nên mới có đạo, cho nên có con đường, đạo chính là đường, phương hướng sẽ được chỉ dẫn khi chúng ta phá vỡ ao tù. Hai mắt Lý Thiến Mai càng trở nên sáng ngời, vẻ tán thưởng lại càng trở nên nồng đậm, đa tạ Lô huynh đã giải thích những nghi hoặc trong lòng Thiến Mai, điều này đã làm Thiến Mai hiểu rõ được rất nhiều. Lô huynh lần này vội vàng, không biết đang muốn đi đâu. Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng do dự một chút rồi ôm quyền nói, đây là vấn đề thứ ba của Lý đạo hữu sao? Lý Thiến Mai chỉ yên lặng mỉm cười mà không nói gì, đi về phía Mạc La Đại Lục để làm rõ một vấn đề, để tìm một công đạo. Vẻ mặt Lô Vân Tòng vẫn như bình thường nhưng trong lòng lại thầm tức nuối, dù hắn hiểu được chính mình không có cơ hội trả lời vấn đề thứ ba. Chẳng biết Lô huynh có chịu để Thiến Mai đồng hành không? Lý Thiến Mai mở mắt lớn nhìn Lô Vân Tòng, nàng khẽ nói, có thể cũng Thiến Mai đồng hành, tất nhiên sẽ rất hoan nghênh. Lô Vân Tòng cười ha hả rồi khẽ gật đầu. Trên đường đi, Lô Vân Tòng và Lý Thiến Mai khẽ nói chuyện với nhau, chứng đạo, cũng hiểu rõ đạo lẫn nhau. Hai người đều tỏ ra tán thưởng, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lão già kia vẫn đứng bên ngoài, ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người Lô Vân Tòng và Lý Thiến Mai, trong mắt lại lộ ra vẻ cổ quái, lại có chút vui mừng. Sau khi thê tử tông chủ qua đời thì không tiếp tục kết đạo lữ với người nào khác. Lý Thiến Mai đến từ Phá Thiên Tông này mặc dù mới cũng gặp nhưng lại rất ăn ý với nhau. Nếu hai người có thể kết hợp thành đạo lữ, như vậy với tài trí của tông chủ tất nhiên sẽ tiến thêm một bước dài, tương lai sẽ không có giới hạn. Từ đạo tông của ta cũng vì điều này mà vang danh Vân Hải. Sau khi Lý Thiến Mai rời khỏi Phá Thiên Tông, trên đường đi cũng rất ít khi trò chuyện như thế này, cũng không người nào có tư cách nói chuyện với nàng, người cũng chỉ có một mình Lô Vân Tòng. Người này ngay cả sư tôn cũng phải khen ngợi, nói hắn chính là đệ nhất nhân trên tinh vực cấp 5, ngay cả thần tông cũng chú ý đến hắn, hắn quả thật là một người đàn ông kỳ dị hiếm thấy, dựa vào đạo và độ tuổi của hắn, có thể thấy hắn đã hiểu sâu thế nào rồi, điều này rất hiếm thấy. Về điều này, tu vi ta tuy cao nhưng lại không bằng hắn. Đáng tiếc, ngay cả người thế này cũng phải dừng lại ở câu trả lời thứ hai. Trong lòng Lý Thiến Mai thầm nghĩ, Thiến Mai muốn tìm được người tu sĩ thần bí đã đoạt ngọc giản, việc này sợ rằng có chút khó khăn. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đã nói đến chuyện tu sĩ thần bí đã đoạt được đan phương và ngọc giản. Lô Vân Tòng không giấu, cũng không cần phải giấu, hắn đem tất cả những suy nghĩ của chính mình nói ra. Tên tu sĩ thần bí này rất tâm cơ, xem ra muốn tìm được hắn cũng không dễ. Lý Thiến Mai chấm chấm vạt áo lên trán. Sau khi nghe Lô Vân Tòng phân tích, nàng cảm thấy có chút hứng thú với tu sĩ thần bí kia.
làm việc quyết đoán, tâm trí cực sâu, ra tay tàn nhẫn. Cả đời Lô Mỗ cũng không bội phục nhiều người, nhưng tu sĩ thần bí này cũng được tính là một trong số đó. Lô Vân Tòng tán thưởng nói, vẻ luyến tiếc trong mắt lại càng đậm. Đây cũng chỉ là những phân tích của Lô Huynh, có lẽ thật sự cũng chưa chắc đã là như vậy. Lý Thiến Mai khẽ nói, hy vọng suy đoán của ta là thật, để Lô Mỗ có thêm cơ hội để đánh một trận, làm cho đời người càng thêm đặc sắc. Lô Vân Tòng thở dài, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Khi mọi người liên tục tiến lên phía trước thì khoảng cách đến Mạc La Đại Lục ngày càng gần. Lúc này đưa mắt nhìn có thể mơ hồ thấy trong vùng sương mù phía trước là hình bóng của Mạc La Đại Lục ở phương xa. Linh thú mãnh hổ dừng lại rồi bay bổng trên không trung, hai mắt nó lạnh lùng nhìn về phía trước. Từ Đạo Tông dù sao cũng có cùng một chủ tông với Quy Nguyên Tông, đừng để làm ra những hỗn loạn quá lớn. Thôi thì để ta đi trước, các ngươi cứ ở lại chỗ này. Lô Vân Tòng nhìn về phía lão già bên cạnh rồi bình tĩnh nói. Lão già gật đầu xưng vâng. Thiến Mai, cùng đi chứ? Lô Vân Tòng nở nụ cười, ánh mắt hắn rơi trên người Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai khẽ vùng ống tay áo, hai người hóa thành hai luồng cầu vồng phóng thẳng về phía Mạc La Đại Lục. Lão già nhìn về phía hai người cùng biến mất rồi khẽ nói, có lẽ tông chủ và nàng ta sẽ thật sự kết thành đạo lữ. Trước đây Vương Lâm đã được nếm thử lực lượng của đan dược trong Vân Hải Tinh Vực, dựa vào những cảm ngộ của thú hồn trong từng khối đan dược, hắn mơ hồ tìm được những ý niệm tinh túy trong Vân Hải Tinh Vực. Vương Lâm mượn cảm ngộ của thú hồn về thiên đạo mà tiến tới dung nhập vào trong ý cảnh của chính mình. Lúc này Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trước dược viện, cự tuyệt sự cầu kiến của đám người kia. Hắn đang cầm trong tay viên đan dược cấp 8, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đan dược của Vân Hải Tinh Vực chỉ có một sơ hở, mượn thú hồn để chứng đạo rồi đạt được cảm ngộ ý cảnh. Nhưng điều này rất khó hoàn thiện, muốn từ trong những thứ hỗn loạn lấy được ý cảnh cần thiết, điều này phải nuốt liên tục rất nhiều đan dược mới có thể thành công. Sau khi trầm tư chốc lát, Vương Lâm nhìn vào viên đan dược trong tay, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa, vẻ mặt lại trở nên bình thường không có chút thay đổi nào. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống viên đan dược trong tay. Không lâu sau cánh cửa dược viện bị người ta đẩy ra, có hai người một nam một nữ đi vào. Người đàn ông kia mặc áo bào tím, tướng mạo rất uy nghiêm, không giận tự uy, hai mắt như sao ẩn chứa những tâm trí sâu đậm. Cô gái bên cạnh người kia tướng mạo tuyệt vời, làn da như ngọc, cả người mặc một bộ áo trắng, trong tay đang cầm một cây sáo ngọc trong suốt. Trên người nàng bùng ra một luồng khí tức xuất trần, có vẻ rất yên lặng. Hai người này tiến vào không làm cho bất kỳ tu sĩ Quy Nguyên Tông nào chú ý, giống như tự nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt khi tiến vào dược viện, ánh mắt người đàn ông trung niên rơi trên người Vương Lâm. Đồng tử hai mắt người kia khẽ co rút, cũng không nói lời nào. Bước đi của hắn cũng không nhanh, nhưng mỗi lần hạ xuống thì giống như đang dẫm lên trái tim đang đạp của Vương Lâm, giống như ẩn giấu một loại pháp tắc nào đó, tự nhiên sinh ra một luồng uy áp khó có thể nói thành lời. Càng thêm quỷ dị chính là khi người đàn ông trung niên tiến về phía trước, chỉ trong khoảng cách hơn vài chục bước chân mà bầu trời phía sau đột nhiên trở nên âm u. Lúc này bầu trời giống như bị mây đen bao phủ, khi kẻ này liên tục tiến lên phía trước thì bầu trời âm u phía sau giống như thôn phệ tất cả ánh sáng rồi lại theo đó vận động. Ngồi, Vương Lâm vẫn không ngẩng đầu, đối với đôi nam nữ có thể đi đến dược viện này tìm được chính mình dưới tình huống không bị bất kỳ tu sĩ Quy Nguyên Tông nào phát hiện ra, Vương Lâm cũng thấy không nằm ngoài dự đoán. Vương Lâm chỉ nói một chữ, nhưng trong nháy mắt khi chữ này vừa ra khỏi miệng, bước chân của người đàn ông trung niên kia đột nhiên khựng hẳn lại. Khoảnh khắc này giống như 10 bước chân trước đó dẫm xuống làm trái tim người ta phải nhảy loạn đã trở nên rối loạn làm người ta không phân biệt được thật giả. Giống như tất cả mọi thứ trước đó đều tan vỡ khi tâm niệm Vương Lâm khẽ động. Vẻ mặt Lô Vân Tòng lập tức trở nên ngưng trọng, loại cảm giác này hắn hiểu được rất rõ ràng. Trước đây hắn đã tản ra tu vi và ý cảnh để bao phủ chính xác khắp người tên đàn ông áo trắng trước mặt. Mỗi bước chân hắn tiến lên đều do ý cảnh biến thành. Mỗi bước tiến về phía trước đều dùng ý cảnh tấn công. Trong lúc đi về phía trước, ý cảnh dung nhập vào thiên địa, đạo lại hóa thành mây đen che kín bầu trời làm khí thế toàn thân Lô Vân Tòng trực tiếp tiến lên đỉnh phong. Vài chục bước chân đơn giản giống như mượn lực lượng thiên địa để hàng lâm về phía người đàn ông áo trắng bình thường trước mặt. Nếu là một người khác, chỉ vài chục bước chân này cũng đủ làm đạo niệm tan cỡ, nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn có thể lưu lại dấu ấn trong nguyên thần, từ đó làm cho đạo cơ tan vỡ. Mặc dù kẻ khác có thể phản kháng nhưng tất nhiên sẽ để lộ ra sơ hở. Lô Vân Tòng cực kỳ tự tin với đạo niệm ý cảnh cực kỳ kiên định của chính mình. Người lúc này hắn lại trở nên chấn động, chỉ vì một chữ của người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt một chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi thứ hắn đã tạo ra trước đây đều tan vỡ, tất cả đều trở thành hư ảo. Vì sao không ngồi? Vương Lâm ngẩng đầu thu hồi ánh mắt từ trên đan dược, trong nháy mắt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên, giống như có những luồng sấm sét nổ ầm ầm trong vô hình. Giống như cuồng phong quét ngang qua, tất cả mọi thứ đều biến mất, trời quang mây tạnh. Dù đạo của Lô Vân Tòng có sâu sắc thế nào, dù đạo niệm có kiên định như thiên địa, thì cũng không thể nào so sánh với Vương Lâm được. Con đường tu đạo của Vương Lâm đã cảm ngộ sinh tử luân hồi 500 năm, sau 900 năm thì sinh tử luân hồi trở thành nhân quả tuần hoàn.
sau nhiều năm lại trở nên nhân quả viên mãn, lại một lần nữa chuyển hóa thành chân dài ý cảnh. Lô Vân Tòng lấy gì so sánh, lấy tư cách gì để so sánh? Không thể so được. Lý Thiến Mai vẫn đường bên cạnh quan sát, nàng đi cũng Lô Vân Tòng cũng vì những hiểu biết của hắn về đạo làm cho nàng phải kính nể. Nàng cho rằng trong những tiểu bối có rất ít nhân tài vượt qua được những hiểu biết của Lô Vân Tòng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lô Vân Tòng được rất nhiều tinh vực cấp cao coi trọng. Nhưng tình cảnh trước mắt lộ ra những luồng sáng trước nay chưa từng có. Vị huynh đài này, ta có 3 câu hỏi, không biết có thể giải thích. Tình cảnh xảy ra trong dược viện không có bất kỳ tu sĩ Quy Nguyên Tông nào nhìn ra được manh mối. Khu vườn Việt Nam đã trở thành cấm địa, nên không có đệ tử nào bước vào nửa bước. Dù là đám người Lữ Yên Phỉ, nếu không được gọi cũng không dám xâm nhập. Trong nháy mắt đã giết chết hung thú cấp 8, quát một tiếng đẩy lùi 3 tên tu sĩ của 3 tông phái cấp 6. Từng chuyện xảy ra làm Vương Lâm giống như đã trở thành lão tổ trong lòng tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông, tất cả đều cảm thấy kính sợ. Lúc này vẻ mặt Lô Vân Tòng cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm và rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt của người đàn ông áo trắng có vẻ tầm thường này rất bình tĩnh, nhưng nếu Lô Vân Tòng tiến vào một bước thì có cảm giác trời sập, hắn lui về phía sau một bước thì đạo niệm tan vỡ như băng. Giống như đạo của Lô Vân Tòng rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đang được người đàn ông trước mặt đùa giỡn. Mồ hôi lạnh từ trên trán Lô Vân Tòng đổ ra, cả đời hắn đều chỉ là hư ảo, nhưng nếu đối phương khẽ động tâm niệm thì sẽ lập tức trở thành những tồn tại thật sự. Hắn còn sinh ra cảm giác giống như thiên địa này cũng có thể biến đổi theo đạo niệm của người này. Những suy nghĩ quái dị bùng lên trong lòng Lô Vân Tòng. Đúng lúc này lời nói của Lý Thiến Mai lại vang lên, âm thanh dịu dàng và dễ nghe của nàng lại có thêm chút ưu nhã có thể làm cho tâm thần người ta dịu hẳn xuống. Khi ánh mắt của Vương Lâm rời qua Lô Vân Tòng nhìn lên mặt Lý Thiến Mai, lúc này Lô Vân Tòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lui về phía sau với vẻ mặt âm trầm. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Lý Thiến Mai, tu vi của cô gái này sâu không thể dò. Lúc này tuy tất cả đã thu lại nhưng Vương Lâm có thể thấy được cô gái xinh đẹp tuyệt trần này có thần thông tối niết. Đạo hữu là người phương nào? Ánh mắt Vương Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng tâm thần của hắn lại cực kỳ căng thẳng. Ngọn gió nhẹ thổi ngang qua làm những sợi tóc tuyệt đẹp của Lý Thiến Mai khẽ tung bay. Nàng dùng tay vuốt mấy sợi tóc qua tai rồi nhìn qua Vương Lâm, nàng khẽ nói, Lý Thiến Mai, Phá Thiên Tông, Lý đạo hữu tới đây có chuyện gì? Vương Lâm chấn động tâm thần, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào rồi chậm rãi nói. Lý Thiến Mai khẽ cười, nàng chớp mắt rồi lại cười nói, tới đây hỏi đạo huynh 3 vấn đề, giải thích nghi hoặc cho Thiến Mai, vì sao phải giải thích cho ngươi? Giọng nói Vương Lâm vẫn cực kỳ bình thản, Lý Thiến Mai cũng vẫn rất điềm tĩnh, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, Thiến Mai có thể thổi một khúc sáo cho đạo huynh nghe. Không cần, Vương Lâm nhíu mày rồi thẳng thừng nói, Thiến Mai sẽ vì đạo huynh giải quyết chuyện phát sinh với Tử Đạo Tông. Trên mặt Lý Thiến Mai hiện lên nụ cười, nàng khẽ nói, cũng không cần. Vẻ mặt Lý Thiến Mai trở nên khổ não, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói, đạo huynh có lẽ đã hiểu lầm, Thiến Mai và Lô huynh chỉ là gặp nhau trên đường, khi đó Thiến Mai cũng không biết chuyện gì cả, tiện đường đi đến đây với Lô huynh. Thiến Mai cũng không có ý muốn đấu đạo pháp với đạo huynh, Thiến Mai cũng không tham dự vào chuyện của đạo huynh và Tử Đạo Tông. Người Thiến Mai chỉ muốn hỏi 3 vấn đề đang nghi hoặc mà thôi, cũng không có ý gì khác. Lý Thiến Mai rất ít khi giải thích kỹ càng như vậy. Lúc này tất nhiên cũng nhìn rõ Vương Lâm cho rằng mình cùng đi với Lô Vân Tòng, cho nên phải buồn rầu giải thích một lượt. Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn Lý Thiến Mai một lúc, sau đó hắn khẽ nhăn mày trầm giọng nói, vấn đề trên phương diện nào, liên quan đến đạo. Lý Thiến Mai lại cười nói, một vấn đề để đổi lấy một vật phẩm. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, Lô Vân Tòng đường ở bên cạnh nghe đến đây thì cười khổ. Trước đó khi hắn gặp Lý Thiến Mai thì không nghĩ đến chuyện yêu cầu vật phẩm mà chỉ muốn dùng tiếng sáo nghe cho vui, cũng có ý muốn tạo ra quan hệ tốt với Lý Thiến Mai. Lúc này Lý Thiến Mai cũng khẽ giật mình, nàng gật đầu cười, nếu đạo huynh có thể giải thích được những nghi hoặc của Thiến Mai thì đây là chuyện đương nhiên. Hỏi đi, Vương Lâm cúi đầu nhìn viên đan dược cấp 8 trong tay mình rồi bình tĩnh nói, đạo huynh, câu hỏi thứ nhất của Thiến Mai, cái gì là thiên? Trong cặp mắt Lý Thiến Mai tràn đầy sự chờ mong, trên đường đến đây nàng đã nghe qua rất nhiều đáp án. Trước đó Lô Vân Tòng cũng đã trả lời thiên là nhà ngục, lúc này nàng rất muốn biết người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt sẽ trả lời thế nào. Không phải chỉ có mình Lý Thiến Mai mong chờ câu trả lời của Vương Lâm, mà ngay cả ánh mắt Lô Vân Tòng cũng trở nên ngưng trọng. Hắn muốn biết được người có đạo niệm mạnh mẽ như vậy thì trả lời câu hỏi này như thế nào. Lô Vân Tòng vẫn cho rằng câu trả lời của chính mình đã quá hoàn thiện, nếu không thì hắn cũng không phải người đầu tiên được Lý Thiến Mai hỏi đến câu thứ hai. Sau khi nghe câu hỏi của Lý Thiến Mai, Vương Lâm chỉ cười cười mà nhìn thẳng vào nàng. Nhưng hắn không nói gì. Lý Thiến Mai cảm thấy rất khó hiểu đối với nụ cười của Vương Lâm, người nàng cũng không hối thúc mà chỉ lặng lặng chờ câu trả lời. Nhưng lúc này Lô Vân Tòng lại nhíu mày, hắn không hiểu được vì sao người thanh niên áo trắng kia nghe thấy câu hỏi thì lại cười. Nụ cười của Vương Lâm trong mắt Lô Vân Tòng giống như có vẻ mỉa mai và giễu cợt. Hỏi vấn đề thứ hai đi. Vương Lâm lắc đầu rồi bình tĩnh nói, các hạ chưa trả lời câu hỏi thứ nhất, cái gì là thiên? Lô Vân Tòng nhìn qua Vương Lâm rồi trầm giọng nói,
Sao? Như vậy ngươi cho rằng cái gì là thiên? Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lâu Vân Tòng, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nói, thiên là nhà ngục, miệng giếng là thiên, mặt nước cũng là thiên. Giọng nói của Lâu Vân Tòng rất bình tĩnh, người lại rất tự tin. Lý Thiến Mai vẫn nhíu chặt đôi mày thanh tú, nàng giống như đang ở trong suy tư. Lúc này nàng không nhìn thấu Vương Lâm, sau khi nghe Lâu Vân Tòng mở lời thì nói, trước đó vì sao đạo huynh lại cười, chẳng lẽ câu hỏi của Thiến Mai có gì không đúng sao? Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, rất lâu sau hắn mới bình thản nói, có thiên sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thiến Mai đã sững sờ ngay tại chỗ. Trên đường nàng vẫn liên tục yêu cầu rất nhiều người nhưng chưa từng có ai trả lời như vậy. Không chỉ có nàng mà ngay cả Lô Vân Tòng cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn vô thức nhìn lên bầu trời, câu nói hoang đường, thiên ở bốn phía chúng ta, tại sao lại không có thiên? Lô Vân Tòng hừ lạnh nói, trong mắt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ suy tư. Nàng suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói, vì sao không? Vương Lâm không mở miệng mà nâng tay chỉ về phía trước, trong dược viện lập tức nổi lên những luồng gió nhẹ. Nhưng trên mặt đất bên ngoài thân thể của Lý Thiến Mai và Lô Vân Tòng lại xuất hiện một vòng tròn, giống như có người nào đó dùng cành cây vẽ lên mặt đất vậy. Vòng tròn đó chính là thiên do các ngươi cho rằng nó tồn tại. Nếu trong lòng ngươi có thiên thì thiên cũng sẽ tồn tại. Ngươi sẽ nghĩ chính mình là một con kiến hôi đang bị giam trong lồng, đang muốn phản kháng để phá vỡ thiên địa. Đây là đạo niệm mà cũng chính là tín niệm. Nhưng nếu ngươi đi từ trong vòng tròn này ra thì có tác dụng gì chứ? Vương Lâm lắc đầu vung tay phải lên, bên ngoài vòng tròn lúc nãy lại xuất hiện thêm một vòng tròn. Nếu các ngươi đi ra thì vẫn giống như ngày hôm nay, nhân quả tuần hoàn, sẽ không có biến đổi cuối cùng. Mãi cho đến khi thiên trong lòng các ngươi dần mờ trong trời đất, thiên chẳng qua chỉ là lời bịa đặt. Mấy trăm năm trước ta đã bắt đầu suy nghĩ về đạo lý này, cho nên vì sao nhất định phải có thiên. Vương Lâm nói xong thì bình tĩnh ngồi xuống, cũng không nói thêm lời nào. Thân thể Lô Vân Tòng chấn động, giống như có một người đánh đòn cảnh cáo vào thiên linh. Bên tai hắn vang lên những tiếng vù vù giống như có rất nhiều sấm sét nổ vang trong tâm thần. Hắn vô thức lui về phía sau vài bước, hắn bước ra khỏi vòng tròn một lớn một bé. Trong đầu liên tục vang vọng những âm thanh của Vương Lâm, thiên chỉ là lời bịa đặt. Vẻ mặt hắn trở nên tái nhợt, tâm thần hỗn loạn. Khoảnh khắc này đạo niệm hắn kiên trì theo đuổi cả đời đã xuất hiện vết nứt. Hắn muốn phản bác lời nói của tên thanh niên áo trắng trước mặt nhưng lại không thể. Lúc này hai vòng tròn bên ngoài cơ thể hắn giống như liên tục phóng đại, cuối cùng đã trở thành thiên trong lòng hắn, đã trở thành nhà tù. Hắn dùng tất cả sức lực để thoát ra khỏi nhà tù này lại ngạc nhiên phát hiện mình đang đường trong một nhà tù khác. Loại cảm giác kỳ dị này làm vẻ mặt hắn không còn chút máu. Một dòng máu tươi từ trên khóe miệng hắn chảy xuống, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu cợt và đau khổ. Lý Thiến Mai lặng lẽ nhắm hai mắt lại, tâm thần nàng chấn động. Lời nói của Vương Lâm biến thành những ký hiệu bay múa trong tâm thần nàng, làm những đám mây đen bên trong hơi tiêu tán. Nàng vốn cho rằng tâm thần của chính mình rất mê man với đạo, giống như đang có mây đen bao phủ. Trên đường nàng đi đã yêu cầu rất nhiều người nhưng không ai giải thích được nghi hoặc trong lòng nàng, chỉ có những lời nói của Lô Vân Tòng giống như tia chớp xuất hiện trong tâm thần làm mây đen tiêu tan bớt. Nhưng lúc này nàng lại hiểu được những lời nói của Lô Vân Tòng giải thích về đạo lại cực kỳ nực cười. Câu nói thiên chính là lời bịa đặt rơi vào trong tai làm nàng không thể tự kiềm chế được. Lúc này lời nói của Vương Lâm giống như hóa thành những con sóng biển kinh hoàng, hóa thành hai bàn tay vô hình quét sạch tất cả mây đen đang bao phủ toàn bộ tâm thần Lý Thiến Mai. Hai bờ mi của Lý Thiến Mai khẽ rung, nàng mở hai mắt ra nhìn qua Vương Lâm một lúc lâu, sau đó dùng giọng kính phục nói, đạo huynh có thể nói cho Thiến Mai biết tục danh không? Lý Thiến Mai hơi cúi người rồi khẽ nói, Lữ Tử Hạo. Giọng nói Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, không có chút dao động nào. Đạo ý của Lữ huynh đã phá vỡ những bế tắc của Thiến Mai, bây giờ Thiến Mai muốn hỏi câu thứ hai, kính xin Lữ huynh giải thích nghi hoặc. Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm, hai mắt nàng sáng rực như sao, xong vấn đề thứ nhất, ta muốn một viên đan dược cấp cao nhất trên người ngươi. Vương Lâm đảo mắt nhìn về Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai nhìn Vương Lâm rồi che miệng cười khẽ. Nụ cười giống như một cô gái nhỏ của Thiến Mai cực kỳ xinh đẹp, nhưng Lô Vân Tòng lại cười khổ. Hắn chưa từng được nhìn qua, nhưng dù Vương Lâm được nhìn lại trở nên thờ ơ. Lữ huynh muốn thế nào? Trên người Thiến Mai đều là đan dược bán thành phẩm, cần phải quay về tông phái luyện hóa mới trở thành đan dược chân chính. Đan dược cao nhất là cấp 10 nhưng không phải ly hồn đan mà chỉ là cực tài đan dùng để chữa thương mà thôi. Nếu Lữ huynh đã yêu cầu thì Thiến Mai sẽ tặng. Lý Thiến Mai nói xong thì vung tay một chảo tay phải lên hư không, túi chữ vật lập tức xuất hiện, bên trong bay ra một viên thuốc. Lý Thiến Mai chụp lấy rồi đưa tới cho Vương Lâm. Vương Lâm cau mày nhìn thoáng qua đan dược, hắn nhìn thoáng qua rồi thu hồi. Câu hỏi thứ hai của Thiến Mai, cái gì là thiên? Hai mắt Lý Thiến Mai cực kỳ sáng, trái tim của nàng đập lên thình thịch rồi chờ đợi câu trả lời của Vương Lâm. Loại cảm giác này Lý Thiến Mai chưa từng có, dù trước đây đối với những câu trả lời của Lô Vân Tòng, nàng tuy chờ mong nhưng không đến mức độ như hiện tại. Sau khi nghe được câu hỏi thứ hai của Lý Thiến Mai thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt hơi phiền muộn, hắn khẽ nói, câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay chính là cực hạn của đạo niệm, câu hỏi thứ hai lại chính là thiên ý.
Vương Lâm vừa nói ra những lời này thì hai mắt Lý Thiến Mai lại càng trở nên sáng ngời. Nàng kinh ngạc nhìn Vương Lâm, đây là người đầu tiên nàng gặp thật sự biết được những điều tương đồng trong hai câu hỏi của chính mình. Tất nhiên đây cũng là người cực kỳ khác biệt. Lúc này Lô Vân Tòng hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế tâm tư đang hỗn loạn. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Vương Lâm thì hắn lại đứng ngây ra như tượng. Hắn đã biết vì sao trước đó rõ ràng đã trả lời câu hỏi thứ hai rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng lại không có tư cách trả lời tiếp câu hỏi thứ ba, bởi vì hắn không thể hiểu được những điều bất đồng giữa hai vấn đề này. Đã từng có người nói với ta rằng, mưa gió do thiên sinh ra mà giữa quá trình này lại chính là nhân sinh, nhưng mưa gió thật sự do thiên sinh ra sao? Mưa sinh ra từ hư vô, không liên quan đến thiên. Mưa rơi xuống mặt đất để tưới mát vạn sinh linh, cũng không liên quan đến địa. Đây chính là mưa vận mệnh, mưa do hơi nước hóa thành, hơi nước do vạn loài sinh linh tạo ra. Sau khi mưa xuất hiện thì tất nhiên sẽ muốn quay về với vạn loài sinh linh. Đây là tuần hoàn, nhân quả tuần hoàn, cũng chính là vận mệnh. Trong tâm tối có tồn tại quy tắc vận mệnh, nó vô hình nhưng lại quấn quanh bên cạnh mỗi một sinh linh, lặng lẽ thay đổi tất cả. Vương Lâm nhìn lên bầu trời, hắn vung tay phải lên, bầu trời lập tức vang vọng những tiếng sấm sét ầm ầm. Nhưng lúc này hơi nước lại từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến rồi hóa thành những đám mây đen nặng trình trịch. Một lát sau, một trận mưa từ trên bầu trời hàng lâm xuống. Ngươi xem những hạt mưa nhân sinh, hạt mưa có thể rơi một đường thẳng tắp. Ta đã nhìn mưa rất lâu, nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một giọt mưa nào. Có thể mưa sẽ không thay đổi quỹ đạo rơi, nó vẫn rơi thẳng, chúng sẽ sinh ra gió vì mây rất nặng, có thể tự điều chỉnh được vị trí hàng lâm. Ngươi thấy những hạt mưa kia có cam lòng không? Ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Vương Lâm thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai nhìn qua làn mưa một lúc lâu rồi khẽ nói, đây là thiên ý, vận mệnh thay đổi. Mưa nhân sinh thì rất ngắn, nhưng vì nó tuần hoàn nên lại rất dài. Một đời tu sĩ chúng ta tuy rất dài nhưng lại vì vận mệnh thiên ý mà trở nên ngắn. Nhưng vòng đời của cơn mưa tuy ngắn cũng rất muốn phản kháng để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh, có được nhiều cơ hội lựa chọn được vị trí hàng lâm, dùng phương pháp lặng lẽ này để chống đối lại thiên ý và vận mệnh. Một đời của những tu sĩ chúng ta tuy dài, mưa không thể so sánh được, nhưng có kẻ nào giống như mưa, cố gắng liều chết để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh, liều chết để phản kháng những sắp đặt của trời xanh, liều chết cũng phải chống lại thiên mệnh. Vương Lâm vung tay áo lên, bầu trời vang lên những âm thanh ầm ầm, nhưng nước mưa lại bị cuốn ngược vào mây, nhảy vào trong mây làm mây đen phải gian vỡ rồi hóa thành hơi nước tiêu tán khắp thiên địa. Nếu ngươi thay đổi được vận mệnh của mưa thì ngươi chính là thiên ý. Bươm bướm chỉ chết vì nhảy vào lửa, nếu ngươi thổi tắt lửa làm cho nó không thể nào đâm đầu vào mà chết, ngươi đã là người thay đổi vận mệnh nó. Thiên ý muốn một người phải chết, ngươi cứu sống họ, ngươi lại chính là thiên ý. Trong thế gian có câu nói, vương hầu tương tương ninh trùng hồ, chính là đạo lý này. Tiên gia có nói, một người đắc đạo gà chó lên trời, cũng chính là đạo lý này. Đây chính là câu trả lời của ta cho vấn đề của ngươi. Giọng nói của Vương Lâm như chém đinh chặt sắt, khi lời nói của hắn vang lên thì bầu không khí khắp bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lô Vân Tòng kinh ngạc nhìn qua Vương Lâm, trong tâm thần của hắn vang vọng những hồi chuông cực kỳ rõ ràng. Trong mắt Lô Vân Tòng hiện lên cái nhìn phức tạp, hắn bắt buộc phải kính phục người thanh niên áo trắng đang đứng trước mặt. Từng chữ trong lời nói của đối phương rơi vào trong tâm thần. Lô Vân Tòng trầm tư một lát rồi hướng về phía Vương Lâm ôm quyền cúi đầu thật thấp. Tuy hắn không nói gì nhưng hành động đã đủ để nói lên hai chữ kính nể. Lý Thiến Mai nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Rất lâu sau, nàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Lâm đã có sự khác biệt rất lớn. Nàng khẽ nhếch cặp môi anh đào rồi nói, đạo của Lữ huynh, tiểu muội tâm phục. Nàng nói xong thì đan dược bán thành phẩm có chứa linh hồn của mãnh thú cấp 10, những loại dược thảo và phương pháp luyện đan đều được ghi rõ trong ngọc giản. Nàng do dự một chút rồi nhìn thoáng qua Vương Lâm khẽ nói, tiểu muội còn vấn đề cuối cùng. Vương Lâm là người đầu tiên có thể để nàng phải hỏi ra ba câu. Ánh mắt Lý Thiến Mai trở nên phức tạp, nàng cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần giống như muốn đem tất cả bóng hình của đối phương khắc sâu vào tận đáy lòng. Không ai hiểu được ý nghĩa quan trọng nhất của ba vấn đề này nằm ở chỗ nào. Hy vọng Lữ huynh có thể giải thích nghi hoặc vấn đề của tiểu muội ngay tại đây. Khuôn mặt Lý Thiến Mai không biết vì sao lại trở nên đỏ hồng. Vấn đề thứ ba, cái gì là thiên? Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ hỏi. Vương Lâm trở nên trầm tư rồi nhắm chặt hai mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa nén hương thì Vương Lâm mở bừng mắt ra nhìn Lý Thiến Mai. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, ngươi hỏi không phải là thiên. Lý Thiến Mai trầm tư một lát, sau đó lại khẽ gật đầu. Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, ta cũng đã từng tìm được một đáp án. Nhưng hiện nay nghĩ lại thì cảm thấy đáp án này vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Không biết đáp án trước đây Lữ huynh tìm được là gì, có thể nói cho tiểu muội biết được không? Ánh mắt Lý Thiến Mai vẫn rất bình tĩnh, trong đó không có chút tạp chất nào mà nhìn về phía Vương Lâm. Lô Vân Tòng đứng bên cạnh thầm than một tiếng, hắn cảm thấy lúc này mình đã trở nên dư thừa. Hắn lắc đầu rồi ngồi xuống đất, tay phải vung lên lấy ra một bầu rượu. Hắn ngửa mặt lên trời uống một ngụm lớn. Ta là cá, đạo là lưới, sông là thiên, ngư ông cầm lao chính là người quản lý những tạo hóa vận mệnh.
Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Lưu Vân Tòng nghe đến đây thì tay phải đang nhấp bầu rượu phải ngừng lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Một lúc lâu sau hình như đã có chút tỉnh ngộ, hắn nhìn Vương Lâm, tay phải lại vung lên một chảo lấy ra một bầu rượu rồi ném về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn vung tay chụp lấy rồi uống một hốc lớn. Lưu Vân Tòng thở dài, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Lâm. Người này mặc dù tướng mạo cực kỳ tầm thường nhưng lại có khí thế làm tâm thần hắn tan vỡ. Con trai của ta quả thật đáng chết, có thể chết dưới tay người này cũng coi như là tạo hóa của hắn. Lưu Vân Tòng cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn uống vào một ngụm rượu và giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Lý Thiến Mai nhíu cặp mày thanh tú, ngón tay như ngọc của nàng đang khẽ niết trên mi tâm. Nàng thấp giọng nói, sư tôn cũng đã từng nói qua những lời thế này. Lão nhân gia đã từng nói, người là dế, đạo là sơn, ý là thiên. Nếu thiên nộ thì đạo cũng theo thiên, nhưng nếu dế nộ thì cũng có lực lượng làm sơn dung chuyển. Nàng nói xong cũng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nàng lấy ra một mảnh lụa màu trắng rồi trải xuống đất quanh chân ngồi bên trên. Đạo cũng không phải là lưới, cũng không phải là sơn mà chỉ là một tư tưởng. Tư tưởng này của mỗi người đều khác biệt nhau, có người xem nó như lưới, có kẻ thấy nó như sơn. Khi nghe được lời nói của Lý Thiến Mai, ánh mắt Vương Lâm cũng lộ vẻ trầm tư, sau đó dần dần trở nên sáng ngời. Đạo chỉ là tư tưởng sao? Con người có thể được gọi là người, cũng vì bọn họ có suy nghĩ, có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể, dung nhập vào thiên địa tìm ra những vị trí chưa biết. Trong mắt Lô Vân Tòng cũng lóe lên tinh quang giống như tự nói với chính mình. Lữ huynh thuyết pháp rất kỳ lạ. Lý Thiến Mai suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười nói. Ba người hầu như đã quên mất thời gian đang trôi qua, mọi người đều ngồi trên mặt sân nói chuyện. Bầu không khí đằng đằng sát khí lúc đầu cũng bị cuộc luận đạo này tách ra. Ngày xoay chuyển, đêm hàng lâm, một ánh trăng treo trên không trung chiếu sáng cả khoảng sân. Sau lưng ba người đều xuất hiện một bóng trăng. Ba người luận đạo quên mất thời gian. Lúc đầu lão già ngồi trên lưng mãnh hổ bên ngoài Mặc La Đại Lục cũng không lo lắng, nhưng sau nửa ngày trôi qua lão lại dần nhíu chặt mày. Lão không hiểu với tu vi của tông chủ lại có thêm Lý Thiến Mai còn cao hơn nữa, tại sao đi đến Mặc La Đại Lục lâu như vậy mà vẫn chưa trở về. Lại thêm vài canh giờ, vẻ lo lắng trong mắt lão già lại càng nồng đậm. Trong lòng lão mơ hồ cảm thấy không ổn, lão cắn răng điều khiển linh thú mãnh hổ không chút do dự. Mãnh hổ mang theo hơn 30 đệ tử hạch tâm của Tử Đạo Tông phóng thẳng xuống Mặc La Đại Lục. Nhưng khi bọn họ vừa mới tới gần, còn chưa kịp phá vỡ tầng phòng hộ Mặc La Đại Lục thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang vọng. Lui ra, không có lệnh của ta, không kẻ nào được tiến vào Mặc La Đại Lục nửa bước. Giọng nói này là của Lô Vân Tòng. Thân thể lão già kia vội vàng dừng lại rồi vội vàng cung kính ôm quyền xưng vâng. Lão già điều khiển mãnh thú nhanh chóng lui về phía sau, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Khi ánh sáng ban mai còn bao phủ dược viện, Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lô Vân Tòng. Lúc này Lô Vân Tòng đang trầm tư, hắn chỉ ngồi một bên uống rượu mà không nói câu gì. Hắn đã biết mình không phải là đối thủ của người thanh niên áo trắng trước mặt, dù là tất cả Tử Đạo Tông có đến đây cũng không có tác dụng. Hiện nay với câu hỏi thứ ba ta cũng chỉ có thể nói đạo là tư tưởng. Vương Lâm nhìn qua Lý Thiến Mai rồi bình thản nói. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Nàng đào mắt nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói, đa tạ Lữ huynh đã giải thích ba điều nghi hoặc cho tiểu muội. Còn vấn đề thứ ba, hy vọng sau này Lữ huynh có thể đắc đạo và nói cho mọi người biết được. Từ nay về sau tiểu muội sẽ không đi hỏi bất kỳ người nào ba vấn đề này nữa. Vương Lâm khẽ giật mình, hắn trầm ngâm nhìn Lý Thiến Mai một lát rồi gật đầu. Lô Vân Tòng thầm than một tiếng. Hân đứng lên ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, trầm giọng nói, Lữ đạo hữu, một đêm nghe đạo, thù hận trước đây xin nhấc tay bỏ qua, nhưng âm tin phiên ngươi phải trả lại cho ta. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn lắc đầu, ngươi. Lô Vân Tòng hít vào một hơi thật sâu rồi cười khổ, Lữ đạo hữu, âm tin phiên không phải vật Tử Đạo Tông ta, mà nó chính là chủ tông ban thưởng xuống bên dưới, sau trăm năm phải dâng lên lại, nếu ngươi không muốn trả thì Lô Mỗ cũng không cưỡng ép, nhưng trăm năm sau nếu tông chủ yêu cầu thì đừng trách Lô Mỗ không nói trước. Lô Vân Tòng lại thầm than một tiếng, hắn mở miệng nói, âm tiên phiên là vật của chủ tông sao? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẽ động, thôi được, nếu ngươi đã không muốn trả thì Lô Mỗ xin cáo từ. Lô Vân Tòng ôm quyền rồi nhìn về phía Lý Thiến Mai, hắn nhận ra đối phương không có ý muốn cùng đi với mình thì trong lòng cảm thấy cay đắng. Hắn ôm quyền hướng về phía Lý Thiến Mai rồi xoay người rời đi. Khi Lô Vân Tòng phóng đi, Lý Thiến Mai nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn qua Vương Lâm, nàng dùng tay cầm sáo đặt lên bên miệng người khẽ thổi, tiếng sáo chậm rãi vang lên. Dịu dàng mà trang nhã, tươi đẹp và phóng khoáng, tiếng sáo thấm vào trong tận đáy lòng, vờn quanh linh hồn làm người ta phải say đắm lạc hồn vào bên trong. Trong tiếng sáo ẩn giấu những ý vị tâm tư, như cánh hoa rơi nhẹ, như nước chảy suối khư trong suốt và thơm mát. Tiếng sáo như xóa đi những dấu xa trong tâm hồn, lại giống như một luồng cầu vồng bảy máu để người và người cùng ngắm, làm cho khoảng cách giữa con người tan theo mây khói. Vương Lâm cảm nhận tiếng sáo trong sự yên lặng và trang nhã, hắn nhắm hai mắt lại, giống như thấy được cô gái đánh đàn trên Chu Tức Tinh.
giống như thấy được cô gái mù đánh đàn trên vùng đất yêu linh. Tiếng sáo bên tai và tiếng đàn trong lòng lượn lờ và giao thoa, mơ hồ không thể phân biệt rõ. Lô Vân Tòng đã rời đi rất xa, hắn nương theo tiếng sáo mà đi, nỗi cay đắng trong lòng càng trở nên nồng nặc. Hắn quay đầu nhìn về Quy Nguyên Tông rồi thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục phóng đi không quay đầu lại. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tiếng sáo dần tiêu tán. Lý Thiến Mai đứng lên nhìn Vương Lâm rồi xoay người đi về phía cửa dược viện. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi cổng, nàng dừng chân xoay đầu lại rồi cười, một nụ cười cực kỳ tuyệt vời. Vương Lâm chợt mở bừng mắt, Bồng Lai Đại Lục trong tinh vực cấp 5 rất có danh tiếng, nơi này đều có nguồn gốc là Bảo Ngọc Tông. Bảo Ngọc Tông là một tông phái đệ nhất trong tinh vực cấp 5, những lão quái đại thần thông có rất nhiều, cho nên đại lục này được gọi là Bồng Lai, vang danh Bồng Lai tiên cảnh. Lãnh thổ của Bồng Lai Đại Lục vượt xa Mạc La Đại Lục mấy chục lần. Nếu từ xa nhìn lại thì Bồng Lai giống như một tinh vực cấp 8, bởi vì nó thật sự không phải là đại lục mà là một tu chân tinh. Trong Vân Hải tinh vực thì số lượng tu chân tinh rất ít, rất hiếm, chỉ một vài môn phái có thực lực cường hãn mới có. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng không có tư cách chiếm một tu chân tinh mà chỉ có thể chiếm được một nửa. Làm được điều này vì 2 vạn năm trước tổ tiên của Bồng Lai lập được nhiều đại công, được Quỷ Tông cấp 9 ban tặng, cho nên đến ngày hôm nay cũng không có bất kỳ tu sĩ cấp trên nào dám có lòng tham đối với tu chân tinh này, cũng chấp nhận sự thật là Bảo Ngọc Tông có tu chân tinh. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.